Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phúc. Tiếp tục là thông tin vui về công chúa bánh mì Tuyết Nhung. Tuyết Nhung lại tiếp tục đặt show. Ngày hôm nay Tuyết Nhung đã đi quay một chương trình. Đây là một chương trình rất đặc biệt, chương trình hỗ trợ các thí sinh trong một chương trình để thực hiện tiếng hát của mình. Thì cả nhà cũng đã thấy được, giờ đây Tuyết Nhung không những đã trưởng thành, tiếng hát của Tuyết Nhung được rất nhiều khán giả yêu mến. Rồi ban tổ chức của các cuộc thi giờ đây cũng đã mời Tuyết Nhung tham gia. Với việc hỗ trợ các thí sinh trẻ tham gia trong các cuộc thi tài năng âm nhạc, thì như vậy là Tuyết Nhung được đánh giá rất cao, phải không cả nhà? Đó là một thông tin rất là vui. Chúng ta thấy được đàn gà con dần dần đã khẳng định được tiếng hát của mình. Giờ đây đàn gà con, đặc biệt là Tuyết Nhung, cũng đã tự đứng vững trên đôi chân của mình, được sự yêu mến, ủng hộ của khán giả trong và ngoài nước rất là đặc biệt, phải không cả nhà? Trước đó thì Tuyết Nhung cũng đã được một nhạc sĩ Hamlet Trương, người đã đặt trao niềm tin trọn vẹn cho Tuyết Nhung khi sáng tác những cái bài hát để chuẩn bị cho cái việc kỷ niệm 17 năm trong việc sáng tác nhạc của mình. Thì Tuyết Nhung đã rất vinh dự được hát một vài bài mà nhạc sĩ Hamlet Trương đã đặt trọn niềm tin vào Tuyết Nhung. Để kỷ niệm 17 năm sáng tác của mình, thì nhạc sĩ Hamlet Trương đã sáng tác rất nhiều bài hát bolero. Thì trong cái chương trình làm album MV gọi là EP của Hamlet Trương, Tuyết Nhung sẽ hát cùng với danh ca Hương Lan, rồi ca sĩ Thanh Ngọc, ca sĩ Phương Lan, Phương Ý. Thì cả nhà cũng đã thấy được là Tuyết Nhung được nhạc sĩ Hamlet Trương đánh giá rất cao, vì trong album Bolero EP của mình 17 năm sự nghiệp sáng tác thì chỉ có 5 ca nghệ sĩ được Hamlet Trương sáng tác viết bài hát riêng, và Tuyết Nhung là một trong 5 người. Rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Và cái album MV mà Tuyết Nhung hát trong cái EP này của Hamlet Trương với chủ đề Nàng Thơ Bolero thì cũng sẽ được công chiếu trên kênh YouTube của Phạm Tuyết Nhung Singer vào ngày 5 tháng 10 sắp tới đây. Hôm nay đã là 2 tháng 10, 5 tháng 10 chỉ còn 3 ngày nữa, và lịch công chiếu vào lúc 19 giờ, tức là 7 giờ tối. Tuyết Nhung rất vui, rất là hạnh phúc. Tuyết Nhung cũng đã thông báo đến với tất cả cô chú anh chị khán giả đã luôn ủng hộ và yêu mến Tuyết Nhung. Và Tuyết Nhung cũng đã rất vui khi thông báo là lực lượng fan yêu mến sẵn sàng cài view cho Tuyết Nhung. Đó là thông tin rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Thì thời gian vừa qua, cô chú anh chị đã rất yêu mến Tuyết Nhung. Có nhiều cô mỗi ngày xem vài cái điện thoại mà xem cả chục tiếng đồng hồ mà vẫn rất thích tiếng hát của Tuyết Nhung. Thì hai ca khúc mà đạt triệu view của Tuyết Nhung đó là ca khúc Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím, Tuyết Nhung hát cùng với Giác Long. Rồi ca khúc gần đây với sự yêu mến
cài view liên tục của cô chú chị khán giả thì cũng đã đạt 1 triệu view. Đó là ca khúc Trả Lại Tình Anh, một sáng tác của Mạnh Quỳnh viết tặng cho Tuyết Nhung. Rất là tuyệt vời phải không cả nhà? Thời gian gần đây chúng ta thấy được Tuyết Nhung liên tục đắt show, liên tục quay MV. MV của Tuyết Nhung cùng với Hồ Khắc Tùng cũng sẽ công chiếu vào thời gian sắp tới. Rồi lại MV cùng với bạn diễn một người em, đó là Quỳnh Triệu Phú, cũng được bấm máy quay hình. Rất là tuyệt vời phải không cả nhà? Rồi Giác Long cũng như Tuyết Nhung cũng đã bàn bạc lên kế hoạch cho cái MV chung của Tuyết Nhung và Giác Long trong thời gian sắp tới. Hiện tại thì Giác Long cũng rất bận với việc là quay phim, quay MV cho Giác Long, cũng như việc tập thể hình, thu âm, ca hát. Thì cuối tháng 10 Giác Long cũng sẽ có album thứ hai sau album đầu tay vào 28 tháng 10 năm ngoái, năm 2023, được rất nhiều cô chú anh chị khán giả yêu mến. Năm nay Giác Long cũng dự kiến rơi vào cái ngày 28 tháng 10 là ngày kỷ niệm 1 năm tròn album lần thứ nhất sẽ phát hành album lần thứ hai. Tuy nhiên thì không biết kịp hay không, hiện tại Giác Long cùng với ekip đang nỗ lực hết mình. Thì cả nhà cũng đã thấy được là hiện nay Tuyết Nhung thì rất là đắt show. Và cái show vào ngày 12 tháng 10 sắp tới đây, show mà Tuyết Nhung biểu diễn live show cùng với Quỳnh Trang và Thiên Ngân, đây là một live show với sự tâm huyết của ba chị em. Đây là sự kết hợp của ba chị em đã rất lâu rồi. Và với những cái ca khúc mà cả ba chị em thể hiện đều là những cái ca khúc mà ca sĩ Phi Nhung trước đây thể hiện rất thành danh. Được biết trong cái chương trình live show vào ngày 12 tháng 10 sắp tới đây, với chủ đề Cung Tơ Hòa Điệu, thì cả ba chị em sẽ có một cái màn tấu hài kịch. Và theo thông báo chia sẻ thì hiện tại đã được bấm máy quay hình cũng như chụp hình ảnh poster cho cái đêm live show này của Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang. Còn cái màn diễn tấu hài vui thì nghe đâu Tuyết Nhung cũng đã thông báo là Tuyết Nhung vào vai một dì ghẻ và Thiên Ngân, Quỳnh Trang là hai cô gái sẽ được mẹ dì ghẻ nâng niu theo cái ý ngược lại trong cái màn tấu hài của cái live show vào ngày 12 tháng 10 sắp tới đây. Vì vậy cô chú anh chị cũng hãy nhanh tay đặt mua vé để xem chương trình này nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.